Chào mừng các bạn đến với series video chia sẻ của anh. Trong video này mình sẽ nói đến SenseTower. Đây là một cái tool research mobile app rất là hay với nhiều tính năng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và dùng một phiên bản miễn phí để có thể dùng sử dụng được cái tool này nhé. Đến phần SenseTower thì các bạn mở cái SenseTower.com ra. Ở trong phần này các bạn sign up cho mình một cái tài khoản mới ha. Các bạn điền đầy đủ tất cả thông tin xong các bạn chọn create account. Đây, các bạn chọn create account này rồi sau đó các bạn vào ở trong email để mà confirm cái account của mình vừa mới đăng ký xong. Các bạn click vào cái nút confirm account và sau đó là mở ra và sau đó mình confirm tất cả những cái này. Thì trong cái phần dashboard là app .sensortower.com này thì các bạn click vào menu bên trái là top chart. Thì trong phần top chart này á thì các bạn có thể là xem và theo dõi tất cả những cái ứng dụng top đầu tiên của App Store và Google Play Store. Google Play Store ha. Thì trong cái Google Play Store này thì có khá là nhiều cái top chart. Nó nằm ở trong cái vị trí US ha hoặc là global. Thì trong phần này thì các bạn nhớ vào thường xuyên theo dõi của hàng tháng. Mình có thể là click vào cái ứng dụng mà mình muốn nghiên cứu. Thì ví dụ như mình click vào Photomarker này, các bạn nhìn thấy cái mình sẽ research được cái top country thì US, Mexico. Thì ba cái nước này nó cái ứng dụng này nó tập trung vào đầu tư, nó chạy quảng cáo nhiều nhất. Cái traffic nó đổ vào ba nước này. Và cái revenue của mỗi tháng, cái category ranking đấy, ở trong phần này chúng ta có thể là research được những cái short descript nó viết như thế nào, descript ngày public đó, ngày public cho ngày bao nhiêu đấy, rồi ok cái size vân vân, tất cả mọi chi tiết. Và cái screenshot design media, trong phần này mình có thể là xem cái filter graphics nữa ha. Đấy, thì tất cả mọi thứ mình có thể research nó rất là rõ ràng của một cái ứng dụng mình chọn ở trong SenseTower với một cái phiên bản miễn phí thôi. Thì đây cái phần ranking này, chart này thì các bạn xem cái ranking của nó như thế nào nha. Đấy, top new free này, nó chưa có ranking. Ok, mình có thể là click vào view play thì mình xem cái ứng dụng này trên Google Play mặt mũi nó ra sao đấy. Và mình có thể là trải nghiệm ha, xem chất lượng cái ứng dụng này ra sao. Thêm một cách để mà nghiên cứu nữa thì các bạn ra ngoài ở cái trang home của SenseTower rồi sau đó mình kiếm cho mình một cái ứng dụng có trước, có sẵn trước như thế này và mình sẽ copy cái package rồi sau đó là mình sẽ dán vào search này đấy và mình click vào trong cái ứng dụng này và mình sẽ research trực tiếp trên cái package này luôn cho mình, không cần là research như vậy nữa. Ở trong phần này thì mình cũng research tương tự giống như cái ứng dụng mình demo trong cái top chart đấy. Thì mình sẽ xem được revenue download, cái total ranking, top country ha. Nó sẽ có những nước tập trung vào những nước nào, top in-app purchase, tất cả mọi thứ rất là rõ ràng như thế này. Thì mình có những cái tư duy để mình quyết định mình chọn những cái cách gì và cái hướng như thế nào, và mình sẽ trải nghiệm, có thể là mình review cái sản phẩm đấy trên phone của mình, xem nó chất lượng không ha, chất lượng như thế nào để mà nó phát triển với một cái volume lớn, chẳng hạn giống như là doanh thu 60.000 mỗi tháng trong cái ứng dụng như thế này nha. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để một đường link thông báo khoa học quá trình một kèm một reskin app hàng tháng cho một số bạn không cần biết lập trình và không cần ngồi code, các bạn có thể tham khảo nhé.